Thưa quý vị và các bạn, đây là hiện trường của vụ sạt lở vừa xảy ra tại thị trấn Trà My, Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Và tại đây thì sạt lở đã làm sập hoàn toàn một ngôi nhà và một người đã bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng để tổ chức di dời những hộ dân xung quanh tiếp theo. Một tiếng nổ lớn, liền sau đó là một quả đồi sập xuống. Khoảnh khắc kinh hoàng này được chúng tôi ghi nhận ngay tại hiện trường. Nếu kém may mắn, chúng tôi có thể đã bị vùi trong đống bùn đất kia. Quả đồi sập xuống kéo theo trụ điện trung thế 35 kV đổ sập, vùi lấp hoàn toàn một nhà dân. Đó là ngôi nhà của anh Trần Hữu Phước, chủ nhà bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Trước đó, chính quyền địa phương đã kịp thời di dời các hộ dân lân cận tại khu vực đến nơi an toàn. Hay đón đứng, hay nói chuyện văn hòa, cái nghe ầm xuống, hay chị em mà kéo leo lên gót. Còn Phước anh chả tách con rồi nói, con Phước bị thương đó, còn hai chị em leo lên gót, cái ập vô là gì nữa. Lên không kịp luôn á. Tao kêu leo lên gót, để rộng mấy đường bước xuống. Thằng cả Phước cứ leo lên, mà anh Phước bị thương. Ui, cái ngó lẹ thằng Phước, đội má của trời, tao kêu họ, Phước bị thương rồi, ráng trừ, điện có ngon, điện xe cứu đi. Thấy má đổ lại hết cái mạc mà. Hiện lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp 18 hộ dân tại xung quanh khu vực sạt lở, đồng thời vận động các hộ dân các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp tục diễn ra tại huyện miền núi Bắc Trà My trong 24 giờ tới. Lượng mưa đo được tại địa phương này từ 250 đến 350 mm.